đề tự do mậu dịch là một trong những đề tài tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump chủ trương bế môn tỏa cảng, chủ trương mang công việc lắp ráp trở lại Hoa Kỳ. Có thể nói rằng điều mà ông Trump chủ trương chỉ là giấc mơ không thực hiện. Các công xưởng lắp ráp sẽ không trở lại Hoa Kỳ như ông mong muốn. Đầu thập niên 80, các cơ xưởng lắp ráp bắt đầu rời Hoa Kỳ để đi về hướng Nam và điểm đến của nó là Mexico. Đầu thập niên 90, các cơ xưởng lắp ráp lại rời Mexico để đi về Đông Á và điểm đến của nó là Trung Cộng. Giờ đây, các cơ xưởng lắp ráp lại rời Trung Cộng để đến các quốc gia có giá lao động rẻ như Việt Nam và Bangladesh. Tiến trình toàn cầu hóa giúp cho giá thành sản phẩm ngày càng giảm nhờ biết sử dụng công nhân giá rẻ. Đồng thời kỹ thuật tân tiến cũng giúp đẩy mạnh hiệu năng sản xuất. Vòng tuần hoàn đó không nằm trong sự quyết định của các chính trị gia mà nằm trong sự quyết định của các tay tư bản là chủ nhân của các cơ xưởng lắp ráp. Đặng Tiểu Bình từng nhìn thấy điều này nên quyết định mở cửa để tư bản ngoại quốc có thể sử dụng số lượng công nhân khổng lồ ở giá rẻ. Và nhờ vào đó mà Trung Cộng đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi mức nghèo đói. Toàn cầu hóa là tiến trình phối trí lực lượng sản xuất để giá thành của mặt hàng luôn ở mức thấp nhất. Qua đó tiến trình này vừa phục vụ người tiêu thụ, vừa giúp nâng cao mức sống của công nhân nghèo khổ. Vòng tuần hoàn đang xoay đến Việt Nam, Miến Điện, Bangladesh và lục địa Phi Châu. Tuy nhiên, hệ quả của vòng tuần hoàn này là vấn đề ô nhiễm môi trường của các nhà máy sản xuất lắp ráp. Trung Cộng đang khốn khổ về vấn đề ô nhiễm môi trường sau gần 3 thập niên phục vụ cho tư bản. Nên bây giờ chính Trung Cộng cũng phải chấp nhận đẩy các nhà máy lắp ráp ra khỏi đất nước họ bằng cách chuyển hóa từ công nghệ lắp ráp qua mặt hàng trí tuệ. Việt Nam là mục tiêu và là điểm dừng của các nhà máy Trung Cộng. Ô nhiễm môi trường không chỉ do Formosa gây ra, mà còn do các nhà máy nhiệt điện và hàng ngàn nhà máy khác được dựng lên để phục vụ cho các công ty tư bản nước ngoài bằng sức lao động giá rẻ của công nhân Việt Nam. Bài học ô nhiễm môi trường tại Trung Cộng hiện rõ trước mắt. Vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn nhắm mắt làm ngờ để cho các công ty tư bản nước ngoài tiếp tục gây ô nhiễm môi trường sống, làm tiêu hủy thế hệ tương lai bằng mầm bệnh tiềm ẩn trong cơ thể con người. Trên thực tế, thiên đường xã hội mà Cộng sản Việt Nam mơ tưởng thực chất chỉ là bãi rác khổng lồ gây ô nhiễm môi trường do Trung Cộng thải sàn.